Nay cho hai đứa ra cánh đồng chơi. Nào, Nano. Đây. Đấy, xuống dưới đây chơi đi. Đây, xuống đây. Đây, đi một tí cuồng chân luôn. Xuống đây, Nano. Xỏ, ui xỏ. Ôi, chỗ này tại sao lại trâu bò nó lại không ăn nhỉ? Mà quả nó lại để rậm như rừng thế này. Ôi xỏ. Đấy, quần tháo ở đây, lúc mệt phà luôn. Mép bờ sông. Cẩn thận nhá, không ra mép này, ra mép này là rơi xuống sông đấy. Rơi xuống sông là mé bờ sông này không có chỗ lên. Xích ở mé trăm thôi. Cho ra quần ở đây 2-3 ngày thì cái chỗ này nó quả nó sẽ không mọc vào lên. Giời, người dính đầy hoa cỏ rồi. Cũng được, lấy ít giống rồi về vườn lấy ít giống cỏ về vườn trồng. Cẩn thận rơi xuống sông nhá. Nào, nào. Cẩn thận rơi xuống sông là không lên, không có chỗ để bò lên đâu. Có chỗ bò lên thì cho xuống để cho bơi nhưng mà không có chỗ. Đây mép này. Mép này đâu có cái chỗ nào để lên đâu. Đây này. Xuống mép sông là không có chỗ lên nào. Rơi xuống sông giờ. Lui vào. Chơi trên bờ thôi. Hôm nay không phải ngày đi bơi, vừa tắm hôm qua xong. Ừ. Cánh đồng mùa này thì mênh mông bát ngát. Quay lại đây. Mà nằm ở đây là không tìm thấy chó đâu đây này. Nếu mà chúng nó mà nằm ở đây là không tìm thấy chó đâu. Bởi vì nó cao đấy, những cái đoạn cỏ nó cao bằng người con chó luôn. Dạng bạch đàn và bên kia là vải. Nano ơi, Nano. Ngửa mặt lên anh quay cái mặt Nano cái xem nào. Đấy, xuống dưới đi chơi. Hai đứa xuống bên dưới nằm cho nó êm. Nano xuống chơi với Nina đi. Trời ơi, Nina có sung sướng nha. Trời, sung sướng quá. Chơi tẹt ga. Được rồi, thôi nằm ở dưới đi chơi thôi, không phải lên. Lên gì. Trời. Lại nuốt vào cái quả nào làm mà khạc. Nano xuống dưới chơi đi. Xuống dưới, xuống dưới. Xuống dưới chơi với Nina, xuống dưới nào. Nhanh, anh ở trên bờ thôi, còn hai đứa xuống dưới chơi. Nhìn mãi mới thấy Nina. Nano xuống dưới nằm cho êm. Nina. Nina xinh gái. Nina. Thôi được rồi, nằm đấy đi. Thôi được rồi, nằm dưới đây chơi rồi. Nano xuống dưới đi. Đúng rồi. Xuống dưới chơi ở trên này làm gì. Xuống dưới đây quần tí cho nó mỏi cẳng rồi vào. Nhưng mà không được ra sát mép sông đâu. Sát mép sông mà rơi xuống sông đấy. Đây. Có sông này nhưng mà bơi thì phải có chỗ xuống thì mới có chỗ lên, chứ không bình thường là không lên được. Có chỗ xuống, có chỗ lên. Đây là cánh đồng ở Thái Bình. Gọi là đồng lúa thẳng cánh cò bay này. Cũng cái cánh đồng này thì cũng chưa phải là rộng lắm.
So với lại ở phía Nam thì không thấm vào đâu cả. So với ở phía Bắc thì cũng rộng rộng rồi. Nào không xuống ruộng thôi nhá, bẩn là anh không tắm ở đâu. Quay lại đây. Nào, hai đứa quay đây nào. Chơi ở bên này không chơi ở bên đấy. Khát nước hả? Hai đứa khát nước rồi hả? Muốn tìm chỗ để uống nước rồi hả? Ờ, nằm đấy nghỉ một tí cho đỡ mệt, tí về kia thì mới có chỗ uống nước được, chứ ở đây không có chỗ uống nước. Ở đây mà xuống mương thì bẩn, mà xuống sông thì không lên được. Hoa cỏ như bọn này mà nó ra những cái chỗ cỏ cây này là chỗ nó thích lắm. Nó khác với để cho ta một chút. Cho ta thì nó lại thích những cái chỗ mà nó lưa thưa thôi. Thích những cái chỗ đồng bằng, chứ cũng không thích luồn lách theo cái kiểu như này. Như cho tây thì nó thích cỏ, chỗ nào có dải cỏ là nó thích. Cẩn thận dưới sông nhá. Đây, Nina đang nằm, gọi là không không dưới sông đấy. Dưới sông là anh không xuống anh vác lên ở đâu, bởi vì không có chỗ lên đâu mà lại bắn hết. Được rồi, chơi ở đấy được rồi. Rồi Nano ở dưới đi chơi thôi, không phải lên đây làm gì cả. Đấy, quần chơi lúc đi, chơi lúc đi rồi về nhà, tí về nhà rồi uống nước. Thấy chủ lên cũng lên. Xuống dưới chơi với Nina đi. Xuống dưới đi, ở đây làm gì, hầm. Hầm lắm. Cuối cùng chúng nó vẫn cứ mò xuống dưới để chúng nó tìm chỗ cho nó uống nước. Vì ở nghịch ở đây là khát nước rồi. Thôi cho nó lên cái mương thì uống vậy. Không cần phải cho lên mương rồi. Uống nước ruộng rồi. Trời ơi, bùn ơi là bùn. Ôi. Thôi được rồi, tí về lại được tắm rồi. À, bảo cho xuống đây uống nước thì chúng nó lại không uống, nó lại ngoi lên trên chê nước ở ruộng nó bẩn rồi. Ừ. Đây, cho về kia cho uống nước sạch, chê nước bẩn không uống. Ê. Dàn trâu bò nó đang thì nhìn thấy đối thủ cho nên là thấy chó ra là không có con nào ăn nữa cả. Tất cả dừng lại. Đấy. Tất cả đứng lại hóng. Nghỉ một tí nhỉ, cho nó đỡ mệt. Nghỉ tí cho nó đỡ mệt rồi về. Nào hai đứa đi xuống đây đi. Xuống. Chỗ này có nước. Ờ, xuống đây. Nào. Chậm thôi. Thôi. Đúng rồi đấy, uống nước đi. Nước đấy. Đang dẫm ruộng, đang cho ra đây xem nó có uống nước chứ, bởi vì khát nước rồi. Ở kia cứ trực trực xuống vào sông, mà xuống vào sông thì không lên được. Đấy, xuống đây tắm đi. Nina bẩn hết rồi này. Nano không cần uống nước à? Hả? À, đúng rồi, uống tạm nước này cũng được, cho đỡ khát. Đỡ khát là chính thôi. Đây.
Đúng rồi, thoa xuống. Xuống cái bơi luôn ở đây cũng được. Nước ở đây thì nó không được sạch nhưng mà nó cũng không phải là sợ nước ô nhiễm. Nước sông. Đấy. Đi mà cứ cọ cọ cọ, cọ này anh rơi òm cái xuống dưới này thôi. Giờ cho phép nghịch lại không nghịch à? Đấy, nhảy xuống đây đi, nhảy xuống đây đi để cho nó đỡ bẩn đi. Đấy, nằm xuống đấy rồi nhảy xuống. Không, toàn bùn là bùn thôi. Nhảy xuống ở đây tí và đỡ phải gì. Đấy, làm sao uống khéo, uống phải uống ở xa chứ uống ở gần là nó đục. Uống ở chỗ xa nào. Thằng Nano nó làm thế nào nó uống được nước. Uống phải uống chỗ xa chứ uống gần lưỡi chạm xuống bùn thì lại quẫy bùn thì lại đục hết cả nước. Uống đi giờ về. Trời ơi, Nano ăn đất đấy hả? Cạp đất ăn cho nó đỡ tốn tiền ăn hả? Chỗ ông Nano ông ấy không biết là ông ấy ông nghĩ ông là cái gì, ông nghĩ ông là con vịt mỏ ốc hay sao ấy, cứ sục mõm xuống dưới bùn. Nano không thèm uống nước. Nina uống, Nano không thèm uống. Nina cho Nina xuống bơi đi. Ừ, trèo xuống chỗ này cũng không sâu lắm.